Thân ái xin chào các bạn. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio giới thiệu đến các bạn đôi loa tương đối khủng. Đôi loa có bắt 40 và đôi loa cũng là đôi loa xuất khẩu từ những đất nước phương Tây, đó là đất nước Hoa Kỳ. Và đôi loa có model và thương hiệu là Atlantis. Atlantis Ba La Mã. Atlantis Ba La Mã là một đôi loa gần như là rất hiếm, bây giờ gõ lên Google tìm thì chỉ có những trang nước ngoài. Đôi loa này là người nhà sản xuất chế tác thùng gỗ lạng các bạn nha. Có chiều rộng là 45 cm, chiều sâu là 37 cm và chiều cao của nó là 78 cm. Đôi loa thùng mà nó tương đối to, tương đối cao lớn và rất lớn. Cái căng của nó các bạn nhìn thấy, mình lấy cái lưới ra, cái căng của nó là nguyên một cái như thế này. Vâng, mình lấy ra để quan sát rõ được cặp loa. Các bạn nhìn thấy cái căng đã thấy khủng rồi. Và cặp loa gồm có bốn đường tiếng, bốn đường tiếng, trong đó gồm có một bắt 40 và màng giấy viền sắt và một chung rất lớn và hai hai chép các bạn nha. Đôi loa zin từ A đến Z, những thông số của loa thì người ta nhà sản xuất họ in trên này, chẳng hạn như woofer là cái bass là 15 in, hay là cái mid-range thì 5 in. 5 in thì tương đương với khoảng 8 8 8 cm, và hai chép đôm, hai hai mic hai 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 chép đôm là hai cái này các bạn ạ. Những thông số ghi trên này rất kỹ. Đây là đôi loa Atlantis 3, model 3. Đôi loa rất hiếm, đôi loa là thùng gỗ lạng các bạn nha. Và cái lưới của nó cũng tương đối là khủng. Đôi loa này về cả trưng bày và cả nghe nhạc thì rất hay. Trưng bày rất sang với những cái lưới to như thế này, cái lưới to và khủng như thế này. Đôi loa này nguyên cả cái bộ phận dải trên thì nó là chế tác nhô ra ngoài, các bạn có thể soi thấy ở trong những cái thiết bị của loa trong này đấy, soi đứng và nó nhô ra ngoài như vậy. Và chiếc loa bên trái màn hình của các bạn cũng rất đẹp, các bạn có thể nhìn thấy phía sau. Quý Nguyễn soi rất kỹ thùng gỗ lạng. Và đôi loa này chơi cũng được nhiều thể loại nhạc, chơi rất nhiều thể loại nhạc. Và phía sau của thùng loa mình thường thường là quay rất kỹ những cái đôi loa, nó không có bị lỗi chài xước nào. Có cái lỗi nhỏ nào Quý Nguyễn cũng đều thông báo và nói với tất cả các anh em, khi mình sửa của mình khỏi lăn tăn. Đặc biệt loa này thông số như Quý Nguyễn vừa nói, nó in rất rõ trên này và có những cái nút tinh chỉnh như thế này để mình tinh chỉnh cái tầm cao tầm thấp của dải trên, của dải cao là chung và chép. Và để không 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 phải các bạn phải lăn tăn nghe những loại nhạc nào, thì bây giờ Quý Nguyễn test một ca khúc nhạc nhạc vàng để các bạn đánh giá được đôi loa này nó ra làm sao, như thế nào, với những cái âm nhạc mà các bạn yêu thích. Xin mời các bạn. Đường lau sau lá đẹp.
ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Quý Nguyễn Sài Gòn Audio. Xin hẹn lại các bạn những YouTube lần sau. Và Quý Nguyễn xin nhắc lại các bạn, đôi loa này là đôi loa nhớ là bắt 40 các bạn nha, và loa 4 đường tiếng nha các bạn, và thùng gỗ lặng rất đẹp. Rồi, xin chào các bạn, xin hẹn lại các bạn những YouTube lần sau. Cảm ơn các bạn.